nhất. Hôm nay mày bán gì? Cháu bán cái điện thoại này. Ôi giời, cô kiểm tra thoải mái luôn. Cái điện thoại này đang còn tốt, cháu đang còn dùng đấy. Bao nhiêu? Cháu bán 1 triệu thôi. 6.000 nhá. Sao lại có 6.000 cơ? Nhà tao là chỗ thu mua phế liệu, mà thu mua phế liệu là 6.000 một cân. Mày không bán thì phắn. Cô nhớ mặt cháu nha. Phải xử lý nhanh cho cô con này đây. Con này 200 thôi cô. Cháu lại mang đồ sang bán cho cô đây này. Cô nhìn đây này. 30 cân à? 30 cân là 180, 180 đưa tròn cho mày 200 nhá. Cháu xin. Thế cuối cùng là sao được cái gì? Được cái mắt công cô ạ.